một con tàu nằm chờ bị xẻ thiệt tại Bocum Bonne, Ontario, Canada. Vào tháng 1, quy tắc mới của Tổ chức Hàng hải Quốc tế sẽ sở hữu được hiệu lực thực thi hiện hành với tiềm năng làm bùng nổ ngành vận tải trái đất và thị trường năng lượng. IMO 2020 sẽ buộc những tàu vận tải phải giảm lượng khí thải trong số đó có chứa lưu huỳnh. Việc không dân lệnh quy định này rất có thể khiến cho những tàu bị gián mắt không tin cậy. Phần còn lại của một con tàu chở hàng sau thời điểm được cắt nhỏ tuổi lấy sắt hơn 2.800 tàu sẽ phải trang bị thêm cái gọi là máy lọc khí thải hoặc chuyển sang sử dụng loại nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp như dầu đi sen hoặc xăng. Với những thay đổi, nhiều con tàu cũ rất có thể sẽ bị nô cao khỏi biên chế và bị mang lại những nơi như vậy này chờ bị quá kiếp. Công dân cắt dụng một con tàu ở Bocon Bonne, Ontario. Những gì còn lại của một phòng điều khiển và tinh chỉnh sau thời điểm con tàu bị quá kiếp chân dịch của những con tàu nằm trên mặt đất sau thời điểm được tháo rời. Phòng điều khiển và tinh chỉnh nằm trên mặt đất sau thời điểm được cắt rời so với phần còn lại của con tàu. Một con tàu khác đang trong giai đoạn đầu tháo dỡ. Người ta sẽ tập trung những mảnh kim loại trên mặt đất cho tới khi mang chúng đi tái chế. Các loại máy móc hạng nặng được sắp xếp để hỗ trợ quá trình cắt rời những con tàu chở hàng với tải trọng nhiều chục nghìn tấn. Công nhân thao tác làm việc trên sát một con tàu. Những con tàu thường xuyên bị rỉ xét trong quá trình chờ.